Ok và xin tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu chơi trợ lý mùa 5.5 và cùng nhau xây dựng những cái đội hình bá đạo nhất mùa 5.5 nha anh em. Rồi, cái đầu với đội hình khá là quen thuộc, một chút long tộc. Chơi một chút thôi nha anh em nhé. Chơi nhiều là cuốn là nghiện rồi này. Gì đây? Uầy, có cả set ở đây nữa. Nếu như mà có Galio bây giờ thì tuyệt vời biết mấy. Nhưng mà mình nghĩ là cấp 5 thì mới chỉ có được 2% mà thôi, cho nên là hơi khó. Nên là trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái đội hình gì đây. Đội hình của mình thì tại vì đã có một cái huyết kiếm rồi, mình sẽ bán thanh niên này đi để có thể tích lên cùng mốc 30. Udi thì chắc là cũng không chơi đâu, chỉ cầm tạm đồ thôi nha anh em nhé. Đây, tận dụng những cái gì có thể để có thể giữ máu, như là một chút ác quỷ và Kaled 2 ra gì chơi đấy luôn. Lại người anh em chơi Syndra khó chịu rồi. Mình có kiểu những ác cảm với thanh niên Syndra thì dã man luôn, kiểu nó cứ ném ném đi mẹ cay vãi nồi. Rất khó tiếp cận được con Syndra này nhá, mà nó ném lại toàn chỗ hiểm đúng không, ném mấy cái chỗ mà chỗ đông người cơ, thốn lắm. Rồi, chúng ta có Olaf, Senna, Lâm Hàng. Uầy, tiếp tục là một Zira. Bán hai thanh niên này đi thôi. Vui chết mẹ rồi. Bán đi thì chút lại lấy đâu ra mà thay đồ đây. Nhầm rồi anh em. Bán Udi đi thì kiểu như mẹ ra kiểu ám phê các kiểu gì. Lấy Udi đâu để thay đây. Chết dở rồi. Không sao, chắc là chút đã tìm lại thôi. Sớm muộn gì chả có anh em nhỉ. Có khi nào thì chưa biết. Người anh em này đi chơi chiến binh quân đoàn, dồn rất là nhiều những trang bị phòng thủ dành cho Olaf. À, Olaf chúng ta thì dồn trang bị gì cũng được, đao cũng được, tay cũng được, không kén đồ. Ủa sở đào e, dồn trang bị AP cho nó thì chưa biết thế nào. Tiếp tục là một Zira, nhưng bán ID đây để thể kích lên cột mốc 50 bây giờ. Đã có người chơi lên tận cấp độ 6 rồi. Càng đét ạ. Anh em sống vội như thế thì tôi biết phải làm thế nào đây. Từ khi mà cho long tộc vào một phát là 3 chuỗi thua. Đấy, nearly 2 sao đến từ vị trí của Enway. Subin Sầm Sơn. Uầy, em trai của Subin Hoàng Sơn rồi. Em trai thất lạc. Đội hình chiến binh sát thủ. Có phải không đây? Cái này chơi sát thủ rồi. Tại sao lại dồn trang bị cho con Nia Lee nhỉ? Ông này không biết là chơi chiến binh hay sát thủ. Nếu như mà chơi sát thủ thì mình nghĩ là dồn trang bị cho cái bàn tay đấy cho thanh niên Nocturne thì mình nghĩ ổn áp hơn. Đi chợ thôi nào. Ôi rồi ôi, cái gì đây? Tôi xong mới anh em ơi. Lại rơi vào cái con đường nghiện ngập long tộc rồi. Chán thực sự. Đây là ép phải chơi nha anh em nhá. Trước khi đi chợ này không có Galio thì mình cũng không lấy làm gì đâu. Đây là có Galio, không lấy thì đúng là có lỗi với người anh em Galio luôn. Bây giờ chúng ta đã có đủ combo 5 long tộc. Kéo cót. Cầm giáp lưới, không ai thèm lấy luôn. Mình sẽ úp cấp, sau đó cho Galio vào đây. Bán thanh niên này đi. Ok, cho Seju vào thì có thể kích hoạt thêm một chút đấu sĩ. Ổn áp. Lắp luôn một cái áo trong lửa anh em. Hay để lắp lắp tinh thần. Lắp ngay một huyết kiếm này thì mình sẽ dồn trang bị cho kiểu dưới AP hay là Axan nếu như mà còn sớm. Đây, đội hình ác quỷ Chitana. À, combo phá giáp này thì mình khắc chế được khá nhiều đội hình. Khẩu trang vừa rồi thì mình đã chọn một cái Sojin. Úi dồi ôi, ông này thì chọn cái các một thạch à. Ghê thế. À, cái con Chitana này thì có vẻ như là đam là to lắm anh em.
Đấy. Với cả nó rất nhiều tốc đánh từ kết hợp với ác quỷ. Nhưng mà mỗi cái thì nó bay hơi ngu thôi. Đây là cái điểm trừ duy nhất của nó. Nhưng nếu được thì anh em hãy lắp cho nó một cái áo choàng thủy ngân. Thì nó bay, mẹ nó bay bắn thẳng mặt thằng Ale, à, thằng mấy thằng carry luôn. Éo sợ nào. Rồi, ăn sói thôi nào. Nhân tiện đây thì anh em nào mà đang xem thì hãy nhớ đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Với cả anh em nào mà muốn các bạn Facebook của mình thì cứ gửi mấy các bạn lên Facebook thì mình sẽ để ở bên dưới. Chúng ta có AC2 với cả Zira 2, Brain, Zira. Mình sẽ cho Varus vào kiếm thêm một chút cung thủ. Thresh vào thì chúng ta sẽ có thêm một chút hiệp sĩ. Rồi, một bàn tay công lý luôn. Lắp thêm một cái áo choàng lửa luôn đi. Tận dụng trang bị thôi anh em ạ. Máu thì mình nghĩ cũng ở gần cột mốc nguy hiểm rồi. Dưới 50 máu này mình nghĩ chúng ta phải xem xét lại đội hình. Xem là yếu ở chỗ nào, cần thay thế chỗ nào. Và đối đầu với những đối thủ như thế nào. Như đối đầu với quá nhiều anh em chơi những cái lượng sát thương vật lý thì chúng ta sẽ kẹp thiết giáp hoặc là hiệp sĩ đấy. Đổi lại thì sát thương AP chúng ta sẽ kẹp bí ẩn rồi, cứ thế mà chơi. Cứ thế mà chơi thôi. Ui trời ơi, gậy. Chắc là mình sẽ lấy nước mắt cung gỗ. Ok, lấy gậy lắp cuồng đao thôi. À, xe của ta bây giờ thì mình nghĩ là với cuồng đao thêm nữa thì nó bắn tên cũng ra di vào này nọ đây. Với ngọn giáo Himalaya. Ngọn giáo xịn này. Ngọn giáo này thì chúng ta sẽ hồi được rất là nhiều mana luôn. Subin dầm sơn. Check map xem nào. Chitana ác quỷ. Cái này thì Raven. À, con Syndra đi chó này. Hơi mệt. Mình sẽ... Ui rồi. Cái này thì bị Sushin sầm sơn bắt đạt tất rồi. Kha'Zix suy vong. Đội hình suy vong kết hợp với sát thủ rồi thì phải. Ấy cha. Một pha kéo hỗ trợ cực kỳ chuẩn xác đến từ vị trí của Thresh. Có thắng được không đây? Bắn đi nào, bắn nhanh tay nào. Nice. Đâm hết. Đâm hết. Giờ mình nghĩ là chúng ta cũng khá khỏe rồi. Rồi, nở trường ra ngay một cái đai máu. Lắp luôn một cái giáp máu warm up thôi. Fiddle stick. Hắn thanh niên Fiddle này đi. À, thanh niên Thresh này đi. Mình sẽ cho Fiddle vào. Trận này mình sẽ chơi Long tộc kết hợp với Thây ma. Thây ma không được. Kết hợp với tà thần. Kiểu kết hợp thêm con Ivern nữa. Chúng ta sẽ có một chút tái tạo nữa. Sử dụng có khá khá nhưng bị tướng 4 tiền. Ui. Giao án ô lắp ra mơ sát thủ đây rồi. Lệch đi đâu được. À, qua vừa chơi Olaf sát thủ bây giờ là có ngay người anh em đam mê Olaf sát thủ rồi. À. Hỏng, hỏng quá thật rồi. Mình thấy con Olaf này cũng mạnh mà ta. Hôm nay chưa có 3 sao thôi, 3 sao thì nó mới biến thái được. Chết, độc độc anh em này chết rồi. Leo tụt hết mẹ danh. À. Chúng ta đã có Volibear. Có tà thần kết hợp với đấu sĩ rồi. Giờ mình sẽ cố gắng up cấp 8 nha anh em nhá. Zira này. 12 tiền. 2 click nữa thôi. Lên luôn. Đấu sĩ tà thần. Như này ngại gì mà không cho vào. Đúng không? Trận này thì mình sẽ chơi ở cấp độ 8 thôi. Hôm nay chơi Teemo này. Olaf sát thủ vệ binh.
À, ông này kẹp thêm vệ binh chứ không kẹp thất sát thủ. Bảo sao làm hơi nhỏ. Ai đây? Đó chính là Endway với đội hình chiến binh kết hợp với pháo thủ khá căng. Hôm nay thì có Irene tại sao không cho vào nhỉ? Irene vệ binh nó thì camper luôn. Thế mà lại không cho vào. Đấm. Giờ mình nghĩ là chúng ta khá mạnh rồi với AC bắn tên như cái máy. Bắn đại bằng tiễn này choáng như mưa luôn. Galio, Lucian. Ái, chiến tranh Lucian à. Lúc chúng ta phải bán đi thanh niên UD đây rồi. Nhưng bây giờ thì vẫn chưa có thanh niên gì ta? Thanh niên Aphelios ở. Khi nào có Aphe thì mới đẹp trai được. Yo. Úi giời ơi. Rồi anh em thiết giáp. Hãy dồn tất cả những trang bị cho tanh cho rắc thế này. Vậy thì lấy đâu ra đam đây? Đội đam còn lại thì mình nghĩ dồn ở thanh niên Draven mà thôi. Quân đoàn thiết giáp. Ui. Rắc nhìn khá trâu. Nhưng với lượng sát thương khổng lồ như này thì khó ai có thể sống sót được. Đây rồi, có AP thay luôn. Bật nhanh còn kịp. Mình trận này sẽ gắng lên Fiddle 3 hoặc là AP 3 hay là Ivern 3. Đấy. Không thì Galio 3 cũng được. Có gì chưa đấy? Thì xem những trang bị cuối cùng nào. Boom. Ui. Một cái gậy. Và chúng ta có nước mắt. Chuẩn bị lên cấp 9 rồi anh em ơi. Vài round nữa thôi cho nên là cố gắng nhịn một tí. Quyền trượng à. Hay bây giờ mình sẽ chơi liều không nhỉ? Để xem là vòng đi chợ vòng 5.2 có trang bị khó vũ trang hay không. Hên xui mà. Để sắp xếp ra sao cho mấy cái con sát thủ nó đỡ bắt AC là được. Senna 3 sao. Ghê đấy. Đây rồi lão thụ. Rồi anh em cũng long tộc. Năm long tộc. Dồn rất nhiều trang bị cho Teemo. Quá ghê. Teemo đặt nấm như mưa luôn. Ôi trời ơi. Quá nhiều nấm. À, lại có quỷ thư thế này thì có tài nào chúng ta có thể hút máu được. Thua luôn rồi. Ui mà trợ giúp từ Nico thôi. Có Kama ở đây nữa. Daina. Bán anh yên này đi. Ở chỗ này khá to đây. À, đang chờ những cái trang bị ấy anh em ơi. Từ mấy quả trứng vàng này xem có gì cuồng đao hay không. Mình sẽ lắp quyển trượng thiên thần này. Chén sức mạnh. Thôi mình sẽ đổi đồ trang bị đồ lớn xem. Ui, lưỡi kiếm tử thần. Nhem nhem. Nhem nhem cho anh Ngọc Phơi luôn. Cái chén sức mạnh thì mình cảm thấy như là không không ổn lắm. Tác dụng của búa rèn ma thuật. Lâu lâu cho anh em mẹ ba cái búa rèn ma thuật thì mình nghĩ là đổi đồ thoải mái. Olaf sơ thủ nhưng vẫn chưa có Olaf 3. Có vẻ như người anh em này roll siêu đen rồi. Đổi lại thành ta có Rakan 3 sao trước cả Olaf 3. Ui ở đấm mình vắt ngu người luôn. Chiến binh cũng à vệ binh kết hợp với vệ binh sát thủ này cũng ok la với đấy chứ. Rồi. Ui thiệt vàng à. Trời ơi uống thiệt vàng rồi. Mình sẽ cho thêm Ivern vào. Chúng ta sẽ có thêm một chút tái tạo. Giờ chúng ta có tái tạo nhân tạo à. Tái tạo này cho Fiddle Stick đi. Đấy. Kiểu cho nó tháo quạ, bạo quạ cho nó máu.
cấp 9 vẫn còn 40 tiền. Mình nghĩ là chúng ta sẽ sử dụng lượng tiền này một cách chính đáng. Slow roll. Chiến binh. Kết hợp với pháo thủ, đội hình khá là sức kéo qua. Ok, ăn được mà. Giờ mình nghĩ đội hình chúng ta thua mỗi mấy ông giao hắn Olaf sát thủ thôi. Có tái tạo nhân tạo, uầy. Ngon đấy nhờ, có cả bột xanh nữa này. Toàn hàng xịn. Ui rồi mất tái tạo rồi. Nhưng bây giờ chúng ta có bột xanh. Lấy bột xanh đi anh em ơi. Dành cho sớm sai skill chứ. Ui, cũng kia cũng lấy được Viego Subin Giảm Sơn. Nha, mình úp cấp nhanh vãi luôn đấy. Giờ có Hammer này, ngon. Cho luôn Hammer. Đồ nhẹ chút đỉnh không? Thôi mình nghĩ là chúng ta nên bình tĩnh thôi. Không bị gì phải nóng. Sau rồi này mình sẽ roll sau. E-ray 3 sao rồi. Cái này thì sát thủ ác quỷ. Ui, 3 trên sức mạnh. Ghê thế, thị mô 2. Công thu nhiều này chuẩn bị đổi lật kèo, đổi tên thành thắng nhiều rồi đấy. Ai cha cha. Đồng dâm, long tộc. Ma Zira tái tạo, Galio tái tạo luôn. Timo này mình nghĩ là mình đặt mình hơi nhiều đấy. Ui rồi, giờ mình lại ăn chặt luôn nhờ. Hay đấy. Sức mạnh ở đâu ra đây? Mình có bột xanh cho anh Hammer phát đặt kèo luôn nè. Một cái gậy AP này. Cái le. Ui, nhiều trứng vàng to thế nhờ. Thực ra nên chúng ta chơi long tộc luôn luôn sẽ có một cái cảm giác khá là thú vị. Anh em sẽ được trải nghiệm những cái fan ở trường cực kỳ hấp dẫn. Ai đây? Ui, hôm nay bắt hai Fiddlestick. Thua nhiều. Đây, ông Timo 2 đây này. Hôm nay thì cũng hơi mệt đấy. Timo kết hợp với găng bầu thạch xịn sò. Khét lẹt ạ. Ôi giời ơi. Thua. Thôi xong rồi. Thua cực đậm luôn. Chúng ta chỉ còn có 16 máu thôi. Đấy, lúc chúng ta phải bỏ đi long tộc rồi anh em ạ. Bây giờ giữ long tộc nữa thì cút. Chúng có 3 quả. Nổ quả nào không đây? Nổ phát 3 quả luôn. Ôi. Giáp tiên nhiên. Cho thiên nhiên này, cho này vào. Tắc san, ok ok, thay luôn thay luôn. Đồn xem. Ui ôi, Galio, Ivan. Oh, Garen. À, bán này đi đây, bán này đi đây. Thiên nhiên này đi thôi. Nico. Garen 2, ok. Trứng nở, hai đại cassette. Garen 2 rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái Sojin cho thanh niên Aksan anh em nhá. Rắc 2 làm cái gì đây? Cho quen vào. Lắp đồ cái. Đây, đồ này cho mình nghĩ là cho nó nhiều đam. Cho AP vào. Ui dồi ôi. Hơi cồng kềnh. Ui đừng đi luôn nha, em còn muốn đi chơi nha. Anh Draven tha mạng em ơi anh ơi. Cho em một cơ hội đi. Hai Galio. Chỉ còn một con Galio nữa thôi thì chúng ta sẽ lên được Galio 3 sao. Ui, thế mà mình lại đấm ông này bay màu luôn. Ảo thật đấy. Cứ tưởng thua nhưng mà đội của chúng ta thực sự nó quá mạnh rồi. Fiddle. Heimerdinger. Ivan. Cho gấu vào đây. Sắp xếp lại gần búp bê thôi. Ui ôi.
rất nhiều Axan. Ui Gwen, mình sẽ bán Virgo đi thôi. Sobin Dầm Sơn, ui người anh em này cũng chỉ còn có hai con Dyna nữa thôi thì sẽ lên được Dyna 3 sao. Vẫn còn 50 tiền. Dầu nứt vách ạ. À. Rồi xong rồi. Mày đi bao nhiêu máu? Khá khá vậy đấy. Sobin Dầm Sơn chỉ còn 13 máu thôi. Bên này thì cũng thua bản sao của chúng ta rồi. Thì chúng ta phải all in. Ivan Fiddlestick Aphelios. Thôi bỏ Fiddle đi. À, này thì mình sẽ bán gấu đi. Axan 2 mình nghĩ vẫn lợi hại hơn. Đấy, nó bây giờ lại ra. Mình sẽ rôn tiếp. Đây, Galio 3 đây rồi. Giờ lên Galio 3 lại cái gì game chứ còn gì đâu anh em. Lo cái gì mà. Chứ mấy thiên nhiên nhân vật phụ thì mình nghĩ là chỉ nó đứng ngoài thôi. Rồi rồi, bay như vượn. Timo này thì Timo với tôi. Mày đừng có đi luôn nha. Cho một máu đây. Một máu. Ôi, mày thế. Vá lại Ivan thôi nào. À, ông kia vẫn chưa đi. Có thần sứ nhân tạo này. À, có tái tạo nãy thì ngon. Rồi, thần sứ này thì mình sẽ lắp cho... Còn gì đây? Pew. Xem nào, xem nào. Ivan này. Ui giời ơi. Ai mà ta chưa có trang bị nào cả. Xem nào. Chơi liều không anh em? Nhưng chơi liều pha này mình nghĩ là hơi toang ấy. Một. Đáng để thử. Cho anh em thấy sức mạnh thực sự của Ivan thân sư. Mô phù thủy. Ui, bộ xanh. Bộ xanh. Ui, chê à? Xanh cho nó triệu hồi Daisy nhanh hơn anh em ơi. Galio 3 sao với cả Ivan thần sứ 3 sao. Mãn nhãn chưa? Sức mạnh của Long tộc đây anh em. Ai bảo Long tộc phế đâu. Hammer đây. Rồi hết hàng rồi. Ivan thần sứ 3 sao. Chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng hai người anh em đẹp trai không tì vết. Ui. Xem là gặp ai đây nào. Ui Dyna 3 sao sao. Wow. Karen sát thủ kỵ sĩ. Ui gì bay máu hết luôn rồi. Đùa. Bên này thì cũng gọi là một phát ăn ngay ạ. Quá mạnh với đài xì 10.000 máu. Đi luôn. Top 1. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video của mình. Nếu thấy hay thì hãy nhớ đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Và hẹn lại anh em trong những cái video sắp tới. Bye bye anh em.